Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh Kinh nghiệm TN. Hôm nay mình xin chia sẻ hướng dẫn cách tắt nguồn Samsung mà chúng ta không cần phải sử dụng đến cái nút nguồn này các bạn nhé. Hoặc là các bạn restart lại máy điện thoại ấy. Khi mà máy điện thoại bạn bị đơ ấy, thì thường là cái máy điện thoại bị đơ cũng có thể do nguyên nhân mà do các bạn đánh rơi này, hoặc là các nguyên nhân khác về phần mềm hoặc là virus này. Đầu tiên thì các bạn sẽ nhấn vào cái nút nguồn này nhá, cho điện thoại sáng lên này. Sau đó các bạn vuốt nhẹ thông báo màn hình từ trên xuống dưới này. Các bạn để ý cái biểu tượng tắt bật này nhá. Các bạn click vào đây. Sau đó các bạn lại nhấn power up và các bạn phải nhấn thêm một lần nữa. Sau đó bởi vì điện thoại của mình ấy là người ta thường là phải bắt nhập lại cái mật khẩu ấy, hoặc là mình phải dùng bằng vân tay ấy thì điện thoại mới tắt được ấy. Thì bây giờ điện thoại của mình đã tắt nguồn rồi các bạn nhá. Mình nhấn vào cái nút nguồn này thì cũng điện thoại không sáng lên được ấy. Thì cái thao tác tắt điện thoại mà không sử dụng đến nút nguồn nó rất là đơn giản đấy. Trong trường hợp mà các bạn bị máy bị đơ mà không thể tắt được ấy. Bây giờ mình lại bật lên các bạn nhé. Các bạn chỉ cần nhấn vào cái nút nguồn này giữ một lúc nhé. Thì điện thoại nó sẽ tự bật lên đấy. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu các bạn thấy video hay thì các bạn nhớ đăng ký kênh và chia sẻ giúp mình. Tạm biệt và hẹn gặp lại.